Xin chào, thì lần đầu tiên thì cũng cho Phi gửi đến toàn thể tất cả các quý khách hàng, quý nhà đầu tư một lời chúc sức khỏe và chúc tất cả các quý khách hàng cũng như một phi vụ đầu tư trong một khoảng thời gian sắp tới thành công và đạt thành công. Thì hôm nay tình cờ thì tôi cũng có quay lại về một cái khu nhà hồi lúc trước tôi cũng đang bán ở trong này, đó là khu Melosa Garden của chủ đầu tư Khang Điền ở tại quận 9. Thì cái vị trí tôi đang đứng ở đây là gọi là hồ điều tiết. Thì trung tâm huyết mạch ở đây thì là một quỹ rất là lớn, có khuôn viên cây xanh, hồ bơi cũng như là môi trường sống rất là cao. Thì bắt đầu là bàn giao nhà ở trong khu này là vào cuối năm 2016. Thì đến hôm nay thì coi như là cũng được hơn một năm, thì cái mức độ mà dân cư vệ sinh sống và nhu cầu ở thực ở đây thì cũng được hơn 2 phần 3 so với cái lúc ban đầu mà mở bán. Thì cái kỳ vọng này so với lượng dân cư ở đây thì mình thấy rất là tốt, tại vì cái vị trí của Melosa này thì so với về trung tâm thành phố thì cũng rất là gần. Từ Melosa thì mình có thể di chuyển qua đường vành đai đi về đường cao tốc qua đại lộ Mai Chí Thọ và về trung tâm thành phố, thì chỉ mất tầm khoảng cỡ, nếu như mà đi xe máy thì tầm 15 phút, đi xe ô tô thì tầm 10 phút, mình di chuyển vào trong những khuôn vệ thông thoáng. Ngoài ra thì hiện tại bây giờ thì ở tại bán đảo Kim Cương thì cũng có một cây cầu vừa có hoàn thiện xong, đó là mình có thể di chuyển qua đường vành đai về đường Đồng Văn Cống và qua khu bán đảo Kim Cương, đi về khu 30 hecta của Novaland rồi giáp đại lộ Mai Chí Thọ thì mình cũng có thể về bên quận nhất được. Đây là tôi vừa đi vừa quay về cái khuôn viên ở trong khu Melosa. Như các bạn cũng thấy rằng là cái mật độ xung quanh ở đây rất là cao. Dân cư về sinh sống ở đây rất là nhiều rồi. Mình quay tổng thể về trong toàn khu như thế này. Thì đây là một cái khu mà được đánh giá rằng là có vị trí đắc địa ở tại quận 9 và là một trong những cái dự án khu đáng sống nhất ở tại khu vực quận 9 này. Thì chủ đầu tư Khang Điền cũng là một trong những chủ đầu tư có tiềm lực tài chính mạnh. Thì đa số các nhà của chủ đầu tư Khang Điền xây thì hoàn thiện cũng được từ 3 đến 50% thì bắt đầu mới mở bán ra bên ngoài. Cho nên về pháp lý cũng như mức độ tin tưởng ở đây rất là cao. Thì hiện tại thì đối với những cái nhà bàn giao và đi vào sinh sống ở trong này thì đều có giấy chủ quyền nhà đã hoàn công và ra sổ hồng xong hết rồi. Còn đối với một số căn nhà còn lại thì sẽ có một giai đoạn sắp tới là tầm khoảng có 2 tháng nữa thì trong khu này thì sẽ bàn giao hết toàn bộ sổ hồng, giấy chủ quyền nhà. Ở đây thì khu đối diện trước mặt của mình đây là khu này là khu vui chơi của trẻ em. Ở và phía góc bên bàn kia bên kia thì hiện tại bây giờ là đang có một vài khách vài cư dân ở trong này ra có đặt bàn tiệc, thì chỗ này thì mình dành cho khu BBQ, tổ chức vào những cái buổi tiệc liên hoan hoặc tiệc tùng ngoài trời ở trong này. Hiện tại thì bây giờ cũng là khung giờ 4 giờ 35 phút chiều, thì cũng gần trời tối rồi. Trời hôm nay thì Sài Gòn và bước vào mùa mưa, nên là mình đến rồi trong đây thì mình cảm giác rằng là có cái sự ấm áp và có cái sinh khí khi mà một khu dân cư mình bước vào mà mình thấy rằng có người sinh sống và cái nhu cầu hoạt động như thế này thì rất là đáng để cho mình có trở thành cư dân và mình quyết định mua về để sinh sống. Thì với một mức giá mà tầm tiền ở trong này thì bây giờ mình để mình mua tìm mua lại một căn ở trong này thì với mức giá tầm khoảng từ 3 tỷ 8 cho đến 5 tỷ 2 tùy vào cái loại diện tích ở trong này thì từ 5 x 16 cho đến 8 x 18. Thì những cái lô ở phía bên trước này đó là lô biệt thự. Thì biệt thự này là có view về, có thiết kế hết 3 lốc biệt thự thì view về hồ bơi. Thì những mặt tiền ở phía bên này thì bờ ngang nó thường là đây là ngang toàn bộ là ngang 8 và 18, bên hông đều thiết kế có con sông vườn 2 m, mình thấy rất là đẹp. Thì đây là một phút trải lòng về tại cái dự án mà lúc trước mình cũng bán ở đây. Thì bây giờ mình quay lại thì mình cảm thấy rằng là cuộc sống ở đây rất là tốt và có sinh khí, nên là môi trường rất là đáng sống để cho mình mua và ở đây. Thuận lợi về di chuyển, trường học, bệnh viện, trạm xá ở đây thì cũng đầy đủ hết rồi.
Mà quý khách thì có nhu cầu tìm hiểu ở đây thì xin vui lòng liên hệ với tôi theo số điện thoại 0903 111 365. Đây là về khuôn viên hồ bơi, buổi chiều các tập bơi rất là nhiều. Tôi xin chân thành cảm ơn.